Bà đang hẹn hò với ai hả? Bà quen người trẻ tuổi sao? Gông Chu đã thấy bà. Bà với cổ còn ôm hôn nhau ở quán cà phê nữa mà. Ông đúng là người đàn ông chơi bời mà. Cái gì? Ý mình có tiền nên gặp ai cũng tán tỉnh hết trơn. Tới bà cũng nghĩ như vậy nữa. Ông có người khác rồi còn quen tôi làm cái gì? Wow, Chung Manh Chu. Cô đi cô mắt hả? Chắc tôi cũng nên mở lòng với ai đó. Mẹ hiểu là gia đình con đang gặp khó khăn, nhưng con nên buông tay đi. Con sẽ gửi giấy tờ đi liền. Vậy thì hãy tiến hành nhanh nhất có thể giùm mẹ. Trước giờ Jae-sun luôn là người hiểu chuyện và biết thông cảm cho người khác. Hình như Cho-rong tìm nó khóc lóc nên nó mới tới trường để giải quyết. Con cũng nên nói với mấy đứa nhỏ đi. Dạ con biết rồi.